Xin kính chào quý vị khán giả đang quay trở lại với những tin tức thời sự mới nhất 24 giờ qua. Thưa quý vị, 677.286 tỷ đồng là con số mà nhóm Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho ngân hàng SCB trong suốt 10 năm qua, từ năm 2012 đến năm 2022. Câu hỏi đặt ra, các cơ quan quản lý nhà nước tại sao trong nhiều năm không phát hiện ra vi phạm tràn lan với số tiền khổng lồ này? Luật quy định rất kỹ, nhưng những người có trọng trách đã cố tình làm sai, dẫn tới hậu quả rất nặng nề. Đây là nhận xét của nhiều người khi được đọc hồ sơ vụ án của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm. Các sai phạm của bà Lan tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB trải dài hơn 10 năm, từ khi thâu tóm ngân hàng này vào năm 2011, rồi sau đó rút tiền cho chính mình hoặc cho người thân vay sai quy định. Trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2022, sai phạm kéo dài, trải rộng, hậu quả lớn nhưng không được phát hiện kịp thời, dù nhiều đoàn thanh tra đã được cử đi. Năm 2017, một đoàn liên ngành của Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia được cử đi để tìm hiểu thực trạng tại SCB. Nhưng những cán bộ trong đoàn liên ngành này đã bị bà Trương Mỹ Lan bưng bít, mua chuộc. Việc này đã biến ngân hàng SCB từ một ngân hàng thương mại, kinh doanh hoạt động vay và cho vay thành kênh huy động vốn cho nhóm của bà Trương Mỹ Lan. Để làm được điều đó, bà Trương Mỹ Lan đã vượt qua hàng loạt quy định của pháp luật, qua mặt tất cả các cơ quan quản lý chuyên ngành. Mỗi cổ đông không được sở hữu quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. Đây là quy định của luật các tổ chức tín dụng nhằm ngăn chặn sự thâu tóm, lợi dụng ngân hàng vào việc riêng để chiếm đoạt tiền gửi của người dân và khách hàng. Bà Trương Mỹ Lan đã lách qua khe cửa này bằng cách cho hàng loạt người thân tín của mình đứng tên cổ phần. Thực tế, bà sở hữu tới 91% cổ phần của ngân hàng SCB nhưng chỉ trực tiếp đứng tên hơn 4%. Từ khi ngân hàng SCB được thành lập năm 2012 đến khi vụ án được khởi tố, các cơ quan quản lý không phát hiện việc này hoặc có biết nhưng cũng không xử lý. Quy định thứ hai cũng bị bà Trương Mỹ Lan bỏ qua là không được tạo điều kiện để bản thân hoặc người có liên quan đến mình vay vốn, sử dụng các dịch vụ ngân hàng khác với những điều kiện ưu đãi thuận lợi. Bà Lan, dù trên giấy tờ cũng sở hữu gần 5% của ngân hàng SCB, lẽ ra phải thực hiện nghiêm quy định này, nhưng lại biến nhà băng này thành kênh huy động vốn cho bản thân. Để làm được điều này, Trương Mỹ Lan bố trí những thân tín của mình vào các vị trí quan trọng, từ hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban tổng giám đốc. Thậm chí, bị can Bùi Anh Dũng còn được bà Trương Mỹ Lan bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng này chỉ vì ít quậy phá, không mất lòng ai. Đưa người của mình lên nắm quyền, bà Trương Mỹ Lan đã một tay che trời và rút thành công hơn 1 triệu tỷ đồng từ ngân hàng SCB. Cơ quan điều tra xác định bà Lan tham ô tới hơn 304.000 tỷ đồng trong đó, một con số cao hơn rất nhiều so với GRDP của nhiều tỉnh thành. Nếu các bị can trong vụ án này không khắc phục được số thiệt hại trên, nhà nước sẽ phải đứng ra đảm bảo quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp đã gửi tiền vào SCB. Hậu quả này đáng ra được ngăn chặn kịp thời nếu các cơ quan quản lý chuyên ngành sớm phát hiện khi có hàng loạt vi phạm về thẩm định hồ sơ, định giá, tài sản đảm bảo. Để đối phó với đoàn liên ngành thanh tra khi vào kiểm tra ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan chỉ cần chi ra một số tiền lẻ để sửa báo cáo, cho SCB từ vỡ nợ thành bình thường. Phó Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước và nhiều cán bộ cấp dưới nhận quà rồi làm mờ sai phạm theo cách thể hiện nhẹ nhàng trong kết luận điều tra. Nói số tiền lẻ, bởi người nhận tiền nhiều nhất của bà Trương Mỹ Lan là nữ cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn, cũng chỉ nhận 5,2 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 118 tỷ đồng. Còn ông Nguyễn Văn Hưng, khi còn là Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, nhận 8 tỷ đồng. Những người khác nhận ít hơn, từ quà là quần áo, yến xào đến vài trăm triệu đồng hay vài tỷ đồng. Có thể thấy, những con số quà tặng trên rõ là hạt cát khi so sánh với 1 triệu tỷ đồng mà Trương Mỹ Lan đã rút ra từ ngân hàng SCB. Còn số tiền thiệt hại trong vụ án này cũng bỏ xa tất cả các vụ án kinh tế tham nhũng khác từ trước tới nay ở Việt Nam. 1 triệu tỷ đồng nếu quy ra đô la Mỹ cũng vượt GDP của nhiều quốc gia trên thế giới. Đáng chú ý, đây chỉ là con số thiệt hại trong giai đoạn 1 của vụ án. Các hành vi phạm tội như lừa đảo, rửa tiền liên quan đến bà Trương Mỹ Lan vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục với nhiều quan chức, cán bộ đã bị khởi tố. TU Hà Nội là một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng bậc nhất ở Hà Nội, được xây dựng năm 1996. Thời gian đầu hoạt động, TU Hà Nội là khách sạn lớn nhất Hà Nội, thu hút giới doanh nhân và chính khách trong và ngoài nước. Khách sạn TU Hà Nội nằm ở vị trí đắc địa, trung tâm cửa ngõ phía Tây của thành phố với hơn 400 phòng.
Đây là một phần trong dự án tổ hợp trung tâm thương mại Đê Hà với tổng diện tích gần 3 hectare. Tổ hợp này bao gồm 3 tòa nhà, khách sạn DU Hà Nội 5 sao, khu văn phòng Đê Hà Business Center và khu căn hộ cho thuê Đê Hà Service Apartment bên cạnh Hồ Thủ Lệ, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đây là địa điểm nổi tiếng, từng đón tiếp các lãnh đạo hàng đầu thế giới như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Tổng thống Nga Putin, cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Mặc dù vậy, hoạt động kinh doanh của khách sạn này trong nhiều năm không thuận buồm xuôi gió. Cho dù tỷ lệ sinh lời thấp, nhưng giá trị tài sản của tổ hợp không ngừng tăng qua các năm. Giá trị ước tính của tổ hợp này trong năm 2012 đã đạt trên 430 triệu đô la Mỹ. Vào đầu năm 2012, dư luận xôn xao về thương vụ thâu tóm bí ẩn khách sạn DU Hà Nội sau khi tập đoàn DU mẹ tại Hàn Quốc phá sản. Tới tháng 4 năm 2012, đối tác nội trong liên doanh trung tâm thương mại Đê Hà là công ty điện tử Hanel xác nhận đã mua lại 70% vốn góp của đối tác Hàn Quốc DU ENC. Trước đó, một đại gia khác của Hàn Quốc là tập đoàn Lotte và một số tập đoàn nước ngoài đã có những cuộc chiến ngầm trong một thời gian dài nhằm thâu tóm tổ hợp Đê Hà. Với lợi thế tài chính mạnh, Lotte tưởng như nắm chắc phần thắng trong cuộc chạy đua này. Khi đó có thông tin, Lotte và DU đã ký một biên bản ghi nhớ mà theo đó Lotte sẽ trả cả 100 triệu đô la Mỹ để sở hữu 100% cổ phần của DU tại Đê Hà, để xây dựng kết hợp với khu lân cận tạo thành Lotte Town. Mặc dù vậy, vào phút chót, Đê Hà đã về tay Hanel nhờ điều khoản quyền ưu tiên mua thuộc về các đối tác trong liên doanh, với giá trị chuyển nhượng được cho là vào khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Sau đó, hai ông chủ mới của tổ hợp Đê Hà được hé lộ là Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành và Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Thành 1. Xong, số phận Đê Hà một lần nữa sang trang mới sau khi Công ty Cổ phần Bông Sen, tên giao dịch là Bông Sen Corp, một công ty con của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sài Gòn Tourist, công bố tại Đại hội Cổ đông năm 2015 là đã mua thành công 34,83% cổ phần tổ hợp Đê Hà. Trong bản chào bán quyền mua tỷ lệ 1:2 tại Bông Sen Corp khi đó, Sài Gòn Tourist cho biết Bông Sen Corp sẽ sử dụng tiền từ đợt chào bán hơn 163 triệu cổ phiếu để hoàn tất việc sở hữu 51% cổ phần của Đê Hà thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Đê Hà. Theo Sài Gòn Tourist, số tiền Bông Sen Corp chi ra để sở hữu 51% Đê Hà là 3.650 tỷ đồng. Như vậy, tổ hợp khách sạn DU được định giá lên tới gần 7.160 tỷ đồng. Bông Sen Corp là một cái tên có tiếng trên thị trường bất động sản phía Nam khi sở hữu hàng loạt nhà hàng, khách sạn ở những khu vực đất vàng tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như khách sạn Bông Sen Sài Gòn ở số 117-123 Đồng Khởi, khách sạn Palace Sài Gòn ở 5666 Nguyễn Huệ, khách sạn 2 sao Bông Sen Annex ở 6163 Hai Bà Trưng, nhà hàng Lemon Grass, Calibre, Beer Garden, Vietnam House, buffet gánh Bông Sen, bánh Broad Duck với hệ thống 18 cửa hàng. Lữ hành Lotus Tour, sau khi được tư nhân hóa, công ty này đã nhanh chóng tạo dựng dấu ấn trong lĩnh vực bất động sản nhờ một loạt thương vụ thâu tóm với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng như nắm cổ phần lớn tại Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn, sở hữu Công ty Cổ phần Sài Gòn One Tower. Mặc dù sở hữu nhiều đất vàng, nhưng Bông Sen lại có kết quả kinh doanh yếu kém. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bông Sen đã lỗ 280 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lỗ 82 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng lỗ cả trong năm 2022 và 2021. Tới giữa năm 2023, vốn chủ sở hữu của Bông Sen giảm khoảng 700 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn dưới 7.000 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu là 0,69 lần, tương đương khoảng 4.811 tỷ đồng. Bông Sen trong năm 2023 chậm thanh toán lãi và gốc lô trái phiếu trị giá 4.800 tỷ đồng. Doanh nghiệp này nằm trong danh sách các doanh nghiệp liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Theo một số báo cáo công bố hồi tháng 11 năm 2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Bông Sen đã không thanh toán 4.800 tỷ đồng gốc trái phiếu
và hơn 668 tỷ đồng lãi trái phiếu. Lý do mà Bông Sen Corp đưa ra là do tài khoản bị phong tỏa. Theo nghị quyết Đại hội Cổ đông của Bông Sen hôm 30 tháng 8 năm 2023, Đại hội đã thông qua phương án chuyển tiền vào tài khoản chỉ định theo yêu cầu của Cơ quan Điều tra Bộ Công an để khắc phục hậu quả của vụ án Vạn Thịnh Phát. Đại hội Cổ đông bất thường của Bông Sen Corp cũng thông qua việc xử lý tài sản của công ty để thực hiện nghĩa vụ trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành. Các tài sản bao gồm phần góp vốn của bà Trần Thị Phơ, cổ phần công ty DH và hồ sơ thế chấp một loạt tài sản là bất động sản tại 5666 Nguyễn Huệ, khách sạn Palace, 6163 Hai Bà Trưng là khách sạn Bông Sen 2, số 5 Nguyễn Thiệp, 939597 Đồng Khởi. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường hôm 30 tháng 8 năm 2023, Chủ tịch Bông Sen Corp Vũ Thị Hồng Hạnh cho biết, trong các tài sản mà Bông Sen đưa vào để làm tài sản đảm bảo tại hồ sơ phát hành trái phiếu, có tài sản đảm bảo là cổ phần tại công ty cổ phần DH. Đây là cổ phần sở hữu thuộc công ty cổ phần Hợp Nhất 1 và Bông Sen có sở hữu cổ phần chi phối tại công ty này. Trước đó, Bông Sen Corp từng phát hành 4 lô trái phiếu khác, trong đó có lô trái phiếu phát hành để đảo nợ cho lô trái phiếu cũ. Trong lô trái phiếu cuối cùng và còn đang lưu hành trên thị trường, công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt làm tổ chức lưu ký. Tân Việt chính là một trong những đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu của tập đoàn đầu tư An Đông. Doanh nghiệp này liên quan đến bà Trương Mỹ Lan đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018-2019 xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị có liên quan. Ngày 15 tháng 3, phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên xét xử những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan. Hội đồng xét xử đã xét hỏi bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về hướng giải quyết tài sản để khắc phục hậu quả trong vụ án. Trước đó, trả lời hội đồng xét xử, bà Lan cho biết một trong hai con gái của bà đã giao bán tòa nhà ở Hà Nội, ước tính có giá 1 tỷ đô la Mỹ. Về thông tin này, chủ tọa hỏi bà Lan, tòa nhà mà bà Lan đề cập có phải tòa Capital Palace số 29 Liễu Giai, Hà Nội hay không? Bà Lan xác nhận là đúng. Sau khi bà Lan xác nhận, chủ tọa nói, tòa nhà này theo thông tin từ con gái bà Lan gửi tòa, thì có người hỏi mua với giá 360 triệu đô la Mỹ, chứ không phải 1 tỷ đô la Mỹ như trình bày của bà Lan. Trước thông tin của chủ tọa, bà Lan trình bày thêm, tòa nhà này trước đây mua 700 triệu đô la Mỹ, thêm chi phí làm thủ tục hồ sơ hoàn thiện nữa, nên bà Lan ước tính tòa nhà này 1 tỷ đô la Mỹ. Trước câu trả lời của bà Trương Mỹ Lan, chủ tọa đề nghị bị cáo Lan có chứng cứ, tài liệu nào thể hiện dự án được đối tác đồng ý mua với giá cao thì cung cấp cho hội đồng xét xử để xem xét. Ngoài ra, trong phiên xét xử ngày 15 tháng 3, bà Trương Mỹ Lan cũng trình bày rằng khách sạn Daiu Hà Nội là của công ty gia đình bà. Trước đây, khách sạn này được cho mượn để phát hành trái phiếu mượn dự án. Bà Lan đề nghị nếu thu hồi được thì đưa vào khắc phục thiệt hại cho vụ án này. Chủ tọa phiên tòa tiếp tục hỏi bà Lan có ý kiến như thế nào liên quan đến căn biệt thự cổ tại địa chỉ số 110-112 Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM. Bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, gia đình bà mua căn biệt thự này với giá khoảng 700 tỷ đồng, tương đương 35 triệu đô la Mỹ và thuộc diện biệt thự cổ cần bảo tồn di tích. Bà Lan xin hội đồng xét xử không kê biên tài sản này vì đây là biệt thự cổ cần trùng tu để bảo tồn di tích và con gái của bà đang thực hiện quá trình tu sửa, 5 năm nay vẫn chưa xong, hiện còn đang dang dở. Liên quan đến căn biệt thự này, năm 2015, bà Trương Mỹ Lan đã thông qua công ty cổ phần Miners mua căn biệt thự trên với giá 700 tỷ đồng và tiến hành trùng tu vào năm 2019. Sau khi Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam, công trình trên đã ngừng thi công. Xin phép hỏi là bác sĩ sao? Đừng tự dùng cái từ thâu tóm được không? Vì tôi nghe cái câu đó là tim tôi nó muốn... Thâu tóm hay không thâu tóm, hội đồng chưa sử dụng từ đó. Trong sáng ngày 11 tháng 3, hội đồng xét xử xét hỏi bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Nhiều lần, bà Trương Mỹ Lan bật khóc nước nở giữa phiên xử khi phủ nhận nhiều nội dung trong cáo trạng, đặc biệt là cáo buộc bà thâu tóm SCB, cùng với đó là nhiều lời khai của các bị cáo khác về bà là chưa đúng.
Theo cáo trạng, trong 10 năm, từ năm 2012 đến năm 2022, để rút ruột hơn 1 triệu tỷ đồng, sau đó gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB khoảng 498.000 tỷ đồng, bị cáo Trương Mỹ Lan đã thiết lập xây dựng một đế chế vạn thịnh phát với hơn 1.000 công ty ma trong và ngoài nước, thâu tóm SCB bằng cách nhờ các cá nhân, pháp nhân đứng 91,5% cổ phần, từ đó sử dụng SCB như một công cụ tài chính rút tiền của ngân hàng này phục vụ cho mục đích cá nhân và các công ty của bà Trương Mỹ Lan. Cụ thể, theo cáo trạng, bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã thực hiện nhiều thủ đoạn tham ô của SCB hơn 304.000 tỷ đồng tiền gốc, lãi phát sinh là hơn 129.000 tỷ đồng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt hại thêm cho SCB hơn 64.000 tỷ đồng, đồng thời chỉ đạo cấp dưới tại SCB đưa hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước. Khai tại tòa, khi được chủ tọa hỏi về hành vi sai phạm của bị cáo Lan có giống như cáo trạng công bố không, thì bị cáo Lan trình bày cáo trạng không đúng, nhưng bị cáo tôn trọng cáo trạng. Cụ thể, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng cáo trạng cáo buộc bị cáo nắm giữ 91,5% cổ phần của SCB là sai. Bị cáo Trương Mỹ Lan khai bản thân chỉ nắm giữ 4,9% cổ phần, hai con gái 10%, bạn bè ở nước ngoài 30%, bạn bè ở Việt Nam hơn 35% và khẳng định chưa bao giờ bị cáo xác nhận với cơ quan điều tra rằng bị cáo có 91,5% cổ phần SCB. Trước lời khai của Trương Mỹ Lan, chủ tọa phản bác khẳng định bị cáo Lan là người rất kỹ. Dưới mỗi bản cung, bị cáo đều viết đã đọc kỹ và ký tên, có luật sư tham gia, không ai hiểu nhầm ý của bị cáo. Thì bà Trương Mỹ Lan trả lời rằng những lời khai nào bị cáo ký, có luật sư tham gia là đúng. Sau đó, bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc, lý giải về việc phải tham gia tái cơ cấu ngân hàng SCB do một số người có trách nhiệm của ngân hàng nhà nước động viên tham gia, cứu thị trường. Nhưng khi không hiểu gì về ngân hàng cũng phải tham gia tái cơ cấu SCB. Rồi hôm nay, bị cáo phải rơi vào cảnh đứng trước tòa. Lần bật khóc tiếp theo là khi bà Trương Mỹ Lan trình bày về lời khai của các bị cáo, nói về mình. Bà Lan khai bà không đủ trình độ để điều hành, chi phối toàn bộ SCB. Nhiều bị cáo đã khai là không đúng. Bà cũng không biết lúc đó SCB yếu kém. Bị cáo khẳng định lại ba nội dung. Thứ nhất, ngay từ đầu bị cáo được giao nhiệm vụ giúp ba ngân hàng hợp nhất bằng cách nhờ bạn bè mua cổ phần, đưa tài sản vào SCB vì lúc đó tài sản tại SCB đều là nợ xấu. Thứ hai, sau khi hợp nhất thì toàn bộ hoạt động của SCB là do ngân hàng nhà nước điều hành theo quy định của pháp luật. Thứ ba, những bị cáo khác như Lê Khánh Hiền, Tổng Giám đốc SCB, Thu Sương, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB, khai là thân tín của bị cáo. Nhưng không có người nào thân tín cả. Mỗi năm, bị cáo chỉ gặp mặt họ 1-2 lần, ai cũng làm 1-2 năm rồi nghỉ. Nếu đã là thân tín thì phải làm và gắn bó với bị cáo trong thời gian dài. Một tổng giám đốc SCB lại không dám nói sự thật. Cuối cùng, bà bật khóc. Lần thứ ba, bà Trương Mỹ Lan bật khóc là khi nói về gia tộc. Theo bà Lan thì cơ nghiệp Vạn Thịnh Phát được gây dựng bởi một tay mẹ bà. Khởi nghiệp từ một người kinh doanh mỹ phẩm tại chợ Bến Thành, mẹ bà Lan và gia đình đã dần gây dựng nên sự nghiệp lẫy lừng của gia tộc, gây dựng nên một đế chế Vạn Thịnh Phát như ngày hôm nay. Sau đó, bị cáo Trương Mỹ Lan lại bật khóc, lý giải về việc mình huy động người thân, mang cả gia sản nhà mình để tham gia tái cơ cấu SCB, nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh phải đứng trước tòa. Trong những ngày xét xử đại án Vạn Thịnh Phát, vẫn còn thêm những giọt nước mắt của các bị cáo khác cũng đã rơi xuống khi đứng trước vành móng ngựa. Không chỉ đối diện với tòa án công lý mà còn đối diện với bản án lương tâm của chính mình, là những giọt nước mắt muộn màng về hành vi sai trái. Trước lời khai của bà Trương Mỹ Lan khẳng định các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ của ngân hàng SCB, tự tạo lập các khoản vay, cựu phó tổng giám đốc SCB Trần Thị Mỹ Dung bật khóc nói, bị cáo quá tin người. Nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB Trần Thị Mỹ Dung khẳng định không tham gia vào việc thành lập các công ty ma. Mỗi khi bà Lan cần tiền thì sẽ gặp Trần Thị Mỹ Dung. Sau đó Trần Thị Mỹ Dung liên lạc với Nguyễn Phương Anh, phó tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula để nhận các thông tin vay. Bị cáo làm việc với chị Lan từ rất lâu, luôn tin tưởng và trung thành. Sáng nay chị Lan khai như vậy, bị cáo không biết nói gì, chỉ biết nói bị cáo quá tin người. Không chỉ riêng bị cáo, các anh chị em khác đều đặt niềm tin vào chị Lan. Anh Võ Tấn Hoàng Văn từng nói với bị cáo, anh em mình không tài giỏi thì tin tưởng vào người chủ chốt mà làm. Bị cáo Dung bật khóc nói. Một bị cáo nữa cũng rơi nước mắt khi đứng trước vành móng ngựa là Trương Huệ Vân, cháu gái ruột của bà Trương Mỹ Lan, cựu tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Khai với hội đồng xét xử, bị cáo Trương Huệ Vân cho biết bản thân sống và lớn lên với bà Trương Mỹ Lan và thường gọi bà là mẹ.
Theo đó, bị cáo Trương Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan nuôi ăn học và cho làm việc tại tập đoàn. Bị cáo Trương Huệ Vân cũng khai nhận bản thân biết bà Trương Mỹ Lan là cổ đông lớn nhất của SCB và thừa nhận thực hiện việc lập các công ty ma theo chỉ đạo. Bên cạnh đó, bản thân bị cáo Trương Huệ Vân không ăn chia và có quan hệ tài sản với bà Trương Mỹ Lan. Khi được hỏi ý kiến, trình bày gì thêm hay không, thì bị cáo Trương Huệ Vân hỏi đây có phải là lời nói sau cùng hay không, và bật khóc cho biết bà Trương Mỹ Lan đã dạy mình cách làm người. Theo hồ sơ vụ án, tính từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, bị cáo Trương Mỹ Lan lập khống trên 2.500 khoản vay để rút hơn 1 triệu tỷ đồng của SCB, chiếm 93% dư nợ gốc của ngân hàng này. Đến nay, các khoản vay đều không có khả năng thu hồi. Trong khi đó, kết luận định giá tài sản đảm bảo cho thấy chỉ 96 trên 203 tài sản đảm bảo cho các khoản vay có đủ giá trị pháp lý. Một trong những nguyên nhân sai phạm hơn 10 năm tại SCB không bị phát hiện đã được cơ quan chức năng làm sáng tỏ. Theo đó, bị cáo Trương Mỹ Lan đã xây dựng nên một hệ sinh thái đồng phạm hết sức bài bản, quy mô với hàng ngàn cá nhân cấu kết chặt chẽ. Hệ sinh thái này được ví như mô hình kim tự tháp, trong đó những cấp dưới của bị cáo Trương Mỹ Lan lần lượt là người thân, chồng, cháu gái. Sự thân tín giảm dần theo mức độ đến đáy của mô hình. Khi tham gia vào mô hình kim tự tháp, các cá nhân được bị cáo Trương Mỹ Lan trả lương, thưởng, tặng tiền, cổ phần SCB tùy theo cấp bậc. Quan trọng nhất và được hưởng lợi nhiều nhất phải kể đến bộ sậu bị cáo Lan tuyển chọn và đưa vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại SCB như trong hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc các chi nhánh lớn, trưởng ban kiểm soát, tương ứng với mỗi vị trí là mức lương từ 200 đến 500 triệu đồng một tháng, chưa bao gồm các phúc lợi khác. Dựa trên mô hình kim tự tháp, mỗi cá nhân thể hiện sự chủ động làm việc theo những mật hiệu do nữ tỷ phú này quy ước. Điển hình, dù không nhận chỉ đạo trực tiếp đến từ bị cáo Trương Mỹ Lan, nhưng khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng, bị cáo Bùi Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của SCB từ tháng 12 năm 2020, biết rất rõ khoản vay nào là của bị cáo Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bởi với mỗi hồ sơ này, Bùi Anh Dũng chỉ ký hợp thức mà không cần thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản đảm bảo, không quan tâm phương án vay vốn và được theo dõi riêng trên hệ thống dữ liệu Core Banking của SCB bằng trường dữ liệu được ký hiệu HSTT. Như vậy, đối với hồ sơ HSTT, SCB sẽ bỏ qua quy trình vay thông thường theo quy định. Quá trình làm việc tại ngân hàng, ngoài lương thưởng, Bùi Anh Dũng còn được bị cáo Lan cho 500.000 cổ phiếu SCB, tương đương 5 tỷ đồng. Ngoài ra, để tránh sự kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, năm 2020, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB, ký quyết định thành lập 3 đơn vị cho vay chỉ để phục vụ các khoản vay của bị cáo Lan. Cựu Tổng Giám đốc SCB biết rõ điểm chung hồ sơ vay của bị cáo Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát nên chỉ ký khống thủ tục. HSTT cũng là 4 ký tự mà bị cáo Tạ Chiêu Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB nắm chắc. Dù không nhận chỉ đạo trực tiếp, nhưng Tạ Chiêu Trung biết rõ bị cáo Lan mới là chủ nhân thực sự của SCB, biết rõ SCB có nhóm khách hàng vay vốn được ký hiệu HSTT. Từ những ngầm hiểu hoặc được chỉ đạo trực tiếp, 45 cựu lãnh đạo các cấp của SCB đã giúp sức tích cực cho hành vi phạm tội của bị cáo Lan. Những con số mà cơ quan chức năng nêu trong hồ sơ vụ án còn thể hiện đây là vụ án có số bị hại lớn nhất 42.000 người, số tiền tham ô lớn nhất 304.000 tỷ đồng, số tiền một người nhận hối lộ lớn nhất 5,2 triệu đô la Mỹ từ trước đến nay. Thưa quý vị, trước thông tin bị cáo Trương Mỹ Lan nói con gái bà đang giao bán tòa nhà ở Hà Nội trị giá 1 tỷ đô la để khắc phục hậu quả vụ án, cộng đồng mạng đồng loạt nhắc đến tòa Capital Palace ở Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Trả lời tại phiên tòa ngày 12 tháng 3, bị cáo Trương Mỹ Lan nói rằng vì uy tín, vì danh dự của gia tộc, bà sẵn sàng dùng tiền tích góp để giải quyết hậu quả ở SCB. Bà Lan cũng nói ủy quyền cho Ngân hàng Nhà nước xử lý số cổ phần của mình ở SCB để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, bà Lan cũng đề nghị các tài sản của bà phải được định giá đúng thị trường. Bị cáo Lan cho biết hiện đã ủy quyền cho con gái là Chu Duyệt Phấn đi giải quyết những công việc khi bà đang bị tạm giam. Theo bị cáo Lan, con gái bà đã đàm phán để bán tòa nhà ở Hà Nội khắc phục hậu quả nhưng đối tác đang trả giá 300 triệu đô la Mỹ trong khi tòa nhà này được định giá 1 tỷ đô la Mỹ. Trước những thông tin này, giới bất động sản, nhà đầu tư và cả cộng đồng mạng xôn xao, đồng thời truy tìm và xác định xem tòa nhà 1 tỷ đô la Mỹ thuộc Vạn Thịnh Phát như lời bà Lan nói là tòa nhà nào. Cho đến nay, dù chưa có thông tin chính thức xác nhận từ phía bà Lan và con gái, nhưng giới bất động sản và cộng đồng đầu tư đang chia sẻ nhau hình ảnh tòa nhà bà Trương Mỹ Lan muốn bán.
giá 1 tỷ đô la là tòa Capital Palace, một dự án nằm ở vị trí đất vàng của thủ đô. Ngay sau đó, lãnh đạo một doanh nghiệp trong ngành bất động sản cũng xác nhận tòa nhà Capital Palace đang được con gái bà Trương Mỹ Lan giao bán. Vì theo ông này, tòa nhà 1 tỷ đô la Mỹ ở Hà Nội chỉ đếm trên đầu ngón tay và phần lớn trong số đó thuộc các tập đoàn nước ngoài, số nhỏ thuộc sở hữu trong nước, chỉ 1 đến 2 tòa và nói đến là ai cũng biết. Tòa nhà văn phòng Capital Palace tọa lạc tại khu vực giao cắt giữa các tuyến đường Liễu Giai, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình. Dự án có quy mô 2 tòa tháp cao 37 tầng, chung khối đế và 3 tầng hầm, tổng diện tích cho thuê là 93.550m2 và tổng diện tích cho thuê thương mại là 5.279m2. Theo tìm hiểu, tòa nhà này trước đây là một phần của dự án Vinhomes Metropole. Đến ngày 11 tháng 3 năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Metropole cho công ty cổ phần Twinpeaks nằm trong hệ sinh thái của tập đoàn Capitoland. Phần được chuyển nhượng chính là tòa nhà văn phòng Capital Palace. Đầu năm 2022, Capitoland thông báo thoái vốn khỏi tòa nhà này và chuyển nhượng tòa nhà văn phòng này cho một bên thứ ba với giá trị 751 triệu đô la Singapore, tương đương 550 triệu đô la Mỹ, khoảng 12.500 tỷ đồng. Chủ mới của tòa nhà văn phòng tọa lạc tại trung tâm quận Ba Đình, Hà Nội được giới thiệu là công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vivaland. Vivaland từng được giới bất động sản nhắc đến là doanh nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với Vạn Thịnh Phát. Trên trang web chính thức của tập đoàn Vạn Thịnh Phát trước đó cũng xuất hiện thông tin Vivaland là đối tác. Website của Vạn Thịnh Phát giới thiệu Vivaland là công ty quản lý và phát triển bất động sản, được thành lập vào năm 2020 bởi đội ngũ các chuyên gia bất động sản quốc tế giàu kinh nghiệm. Vivaland hướng đến mục tiêu tạo nên những không gian đẳng cấp, xanh và bền vững nhất cho các thế hệ và cộng đồng cùng phát triển thịnh vượng. Được biết, Vivaland tiền thân là công ty cổ phần Seekers Power. Lãnh đạo Vivaland đều là những nhân sự có thâm niên trong lĩnh vực địa ốc và từng là nhân sự cũ của Capitaland Việt Nam. Trước đó, trên website của Vivaland giới thiệu công ty có trụ sở tại số 39 đường Robinson, Singapore và có hai văn phòng tại số 11A2 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại tầng 32 tòa nhà Capital Palace Building, số 29 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. Trên trang chủ, Vivaland trước đây cũng giới thiệu là quản lý của 5 dự án địa ốc, ngoài dự án Robinson Point nằm ở Singapore. 4 dự án còn lại gồm dự án nâng cấp tài sản GP, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư là tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vivaland cũng phát triển và quản lý dự án IFC One Sài Gòn, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, phát triển và quản lý dự án Sài Gòn Peninsula, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát, quản lý dự án Waterfront Sài Gòn, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư Mix Group. Thưa quý vị, chiều ngày 12 tháng 3, các luật sư tiếp tục thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án sai phạm tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức liên quan khác, gây thiệt hại cho SCB khoảng 498.000 tỷ đồng. Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết tôn trọng lời khai của các bị cáo khác, cáo trạng, kết luận điều tra và mong muốn được khắc phục hậu quả. Đáng chú ý, trong lời khai của mình, bà Lan cho biết con bà là Chu Duyệt Phấn đang giao bán tòa nhà ở Hà Nội trị giá 1 tỷ đô la Mỹ để khắc phục hậu quả. Chồng bà là Chu Lập Cơ cũng cùng chung mong muốn này. Trả lời câu hỏi của luật sư Giang Hồng Thanh về việc ủy quyền cho con gái là Chu Duyệt Phấn và hai người cháu đi thu hồi nợ, thì con gái có gặp áp lực gì không? Bà Trương Mỹ Lan trả lời, nếu không có sự hỗ trợ của hội đồng xét xử và cơ quan chức năng thì chắc chắn con gái bà sẽ gặp nhiều áp lực. Theo bà Lan, con gái bà bị mắc bệnh bại liệt, tới tận năm 15 tuổi mới có thể đi lại bình thường. Thời gian gần đây, sức khỏe của Chu Duyệt Phấn có dấu hiệu không tốt, bà định đưa ra nước ngoài để kiểm tra, nhưng chưa kịp thực hiện thì vợ chồng bà bị bắt giữ. Bà Lan lo lắng, nếu con gái mình quá áp lực, bệnh tình sẽ tái phát. Trước lo lắng này của bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tọa Phạm Lương Toản cho biết, tòa đã có thông báo, hội đồng xét xử và các cơ quan tố tụng sẽ giúp bị cáo thu hồi nợ để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bà Lan cũng cho biết Chu Duyệt Phấn cũng đang giao bán tòa nhà ở Hà Nội trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng chồng là ông Chu Lập Cơ cũng có đơn nhờ hội đồng xét xử hỗ trợ thu hồi các khoản nợ mà các cá nhân và tổ chức đang thiếu của vợ chồng bà để khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, trong phiên tòa sáng ngày 12 tháng 3, bà Lan bày tỏ mong muốn đem cổ phần của bản thân, các con và bạn bè ủy quyền không hủy ngang cho Ngân hàng Nhà nước để Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành.
Tại phiên tòa chiều cùng ngày, luật sư hỏi bà Lan có mong muốn được tạo điều kiện như thế nào để thực hiện việc chuyển cổ phần cho Ngân hàng Nhà nước, thì bị cáo cho biết có 8 cổ đông là công ty nước ngoài, hiện tình cảnh của bà không thể tác động được nên mong tòa hỗ trợ bà. Theo cáo trạng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự để xác minh, làm rõ vụ án. Trong đó, Bộ Công an đề nghị Tổng trưởng lý quần đảo British Virgin thuộc Vương quốc Anh, Tổng trưởng lý quần đảo Cayman thuộc Vương quốc Anh và Cục Tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa phối hợp xác minh 8 công ty nước ngoài với các nội dung thông tin về pháp nhân, người đại diện pháp luật, quan hệ với Trương Mỹ Lan và các cá nhân khác tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Việt Vĩnh Phú. Xác định việc mua, sở hữu cổ phần tại SCB, Công ty Việt Vĩnh Phú và các nội dung có liên quan đến SCB. Song đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an chưa nhận được kết quả trả lời. Cũng trong chiều ngày 12 tháng 3, Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan về căn cứ và bằng chứng nào để chứng minh việc bị cáo cho SCB mượn tài sản. Bởi lẽ, các bị cáo làm việc ở SCB tại tòa đã không xác nhận việc mượn tài sản từ bị cáo Lan. Trả lời câu hỏi này, bị cáo Lan loanh quanh không đi vào trọng tâm. Hội đồng xét xử nhắc nhở bị cáo và cho biết cơ quan sẽ đánh giá dựa trên các hợp đồng hồ sơ. Lúc bị cáo bị bắt có 3 tòa nhà, bị cáo Lan nói và cho rằng 3 tòa nhà này đã cho SCB mượn. Về phần ông Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan, trả lời thẩm vấn của luật sư, bị cáo Cơ khai sở hữu 99% cổ phần tại Times Square, đồng thời đã ký cho phép vợ mình là bà Trương Mỹ Lan mang tài sản của Times Square đi thế chấp nhằm giúp ngân hàng SCB tái cơ cấu. Theo cáo trạng, bị cáo Chu Lập Cơ là chồng của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc. Bị cáo này là người sáng lập, có 99,26% cổ phần của công ty cổ phần Times Square Việt Nam. Ông Cơ và vợ cùng nhau tham gia điều hành các hoạt động của công ty và triển khai dự án tòa nhà Times Square với chức năng là khu liên hợp, văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại và các công trình dịch vụ tại khu đất từ 22 đến 36 Nguyễn Huệ và từ 57 đến 69F Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2009 đến năm 2012, ông Cơ thống nhất với vợ sử dụng tài sản gồm quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại dự án tòa nhà Times Square do công ty cổ phần Times Square sở hữu để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức do bà Lan chỉ định. Từ đó có tiền để đầu tư vào dự án và sử dụng vào mục đích riêng của bà Lan. Sau đó, ông Cơ với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã ký các biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông, nghị quyết chấp thuận việc thế chấp, bảo lãnh cho các khoản vay do bà Lan chỉ đạo tại SCB. Đến năm 2017, do các khoản nợ đến hạn, ông Cơ tiếp tục ký biên bản họp Hội đồng Cổ đông ngày 15 tháng 8 của công ty cổ phần Times Square để đảm bảo đối với dư nợ hơn 35.000 tỷ đồng theo danh sách khách hàng khống của SCB. Ông Chu Lập Cơ khai ký những thủ tục bảo lãnh khoản vay là theo chỉ đạo của bà Lan, không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn, chỉ ký khống các thủ tục. Sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo được định giá bởi bên thứ ba và được SCB chấp nhận, thiệt hại liên đới còn lại là hơn 9.100 tỷ đồng. Tại tòa, trả lời các câu hỏi của luật sư, bị cáo Chu Lập Cơ nói mình là chủ sở hữu của công ty Times Square. Khi luật sư hỏi ông Cơ tại sao lại ký một số văn bản để thế chấp tòa nhà Times Square tại ngân hàng SCB dù không phục vụ cho mục đích cá nhân, cũng không phục vụ cho công ty. Trả lời câu hỏi này, bị cáo Chu Lập Cơ nói mình ký văn bản đều trên cơ sở đề nghị và sự thuyết phục của vợ mình là bà Trương Mỹ Lan để sử dụng tái cấu trúc lại ngân hàng, cứu ngân hàng SCB trước sự sụp đổ. Ông Chu Lập Cơ nói mình ký nhiều văn bản bằng tiếng Việt mặc dù không hiểu được ngôn ngữ này. Lý giải về việc làm này, chồng bà Trương Mỹ Lan nói mình tin tưởng vào hệ thống, vào thư ký nên đã ký các văn bản trên để vay tiền tại ngân hàng SCB. Bên cạnh đó, người đàn ông này nói mình không bàn bạc với bà Trương Mỹ Lan về việc sử dụng các nguồn tiền vay tại ngân hàng SCB. Bị cáo Cơ nói mình làm các hành vi như cáo trạng quy kết chỉ với mục đích cứu ngân hàng, giúp tổ chức tín dụng này tái cơ cấu thành công. Khi được luật sư hỏi nhận thức về hậu quả trong vụ án, bị cáo Chu Lập Cơ nói do không hiểu biết pháp luật Việt Nam nên ông không cố tình phạm tội và không lường trước được hậu quả. Ông cho biết, tôi không hình dung được hậu quả, tôi không nghĩ hôm nay mình lại trở thành bị cáo đứng ở đây. Giờ đây, tôi mong dùng các tài sản của mình để khắc phục hậu quả trong vụ án, bị cáo Chu Lập Cơ trình bày. Trong phiên chiều 12 tháng 3, các luật sư cũng xét hỏi các bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng Nhà nước. Những bị cáo này bị cáo buộc có sai phạm trong quá trình thanh tra, giám sát ngân hàng SCB để xảy ra sai phạm, gây thiệt hại hàng trăm nghìn tỷ đồng.
Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Hưng, nguyên phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước thừa nhận trong suốt quá trình thanh tra chỉ đạo bị cáo Đỗ Thị Nhàn và không chỉ đạo xuống các tổ trưởng trong đoàn thanh tra. Quá trình thanh tra, bà Nhàn có tờ trình báo cáo tình trạng của SCB, lý do chưa ký tờ trình gửi thống đốc chuyển SCB nhóm 1 đáng lẽ phải chuyển nhóm từ 3 đến 5 do bị cáo cho rằng chưa được làm rõ. Tiếp đó, bị cáo Hưng nói mình phạm tội do một phần sắp về hưu nên có sự chểnh mảng, chưa làm hết trách nhiệm của mình trong quá trình thanh tra ngân hàng SCB và để xảy ra hậu quả. Về phần mình, bị cáo Đỗ Thị Nhàn khai rằng toàn bộ hoạt động thanh tra theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng. Hồ sơ vụ án thể hiện, bà Nhàn có dịp đi gặp bà Trương Mỹ Lan để thuyết phục bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát bán một số tài sản nhằm trả nợ cho ngân hàng. Liên quan đến nội dung này, bị cáo Nhàn khai ông Hưng không chỉ đạo. Khi được hỏi về việc bị cáo Hưng chỉ đạo bằng miệng hay bằng văn bản, bà Nhàn khẳng định cả hai, bị cáo Hưng cũng thừa nhận điều này trong quá trình điều tra, xét hỏi. Tất cả các bị cáo trong vụ án đã được xét hỏi trong 6 ngày qua đều thừa nhận tội trạng, thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng người đúng tội. Qua những bằng chứng và lý lẽ đánh thép, các bị cáo trong phiên tòa đã phải cúi đầu. Vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan cũng bày tỏ nguyện vọng xin được khắc phục hậu quả của vụ án. Phiên tòa sẽ có những diễn biến nào tiếp theo? Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã phải ra tòa để trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Theo cáo buộc, cuối năm 2011, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Ngân hàng SCB được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 ngân hàng, gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất. Do đã sở hữu phần lớn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn nên khi hợp nhất, bà Lan tiếp tục mua thêm cổ phần của SCB nên số cổ phần của bà đã tăng lên tới 91,5%. Từ đây, bà Lan đã thao túng mọi hoạt động của SCB, sử dụng ngân hàng này như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác. Sau đó, bà Lan chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống, phục vụ cho mục đích cá nhân. Bằng thủ đoạn này, bà Lan đã chiếm đoạt của ngân hàng SCB hơn 3.004 tỷ đồng. Để thực hiện hành vi phạm tội, bà Trương Mỹ Lan đã dùng tiền để mua chuộc từ nhân viên trong chính ngân hàng SCB và các cán bộ nhà nước. Đối với những người giữ vị trí chủ chốt trong SCB, bà Lan tỏ ra rất rộng rãi. Bà sẵn sàng trả cho họ mức lương từ 200 đến 500 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, dịp lễ Tết còn tặng quà và tiền rất hậu hĩnh. Như trường hợp của bị cáo Bùi Anh Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị SCB, dù biết rõ ngân hàng này không hề thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản đảm bảo, không quan tâm đến phương án vay vốn, nhưng vẫn ký tờ trình thẩm định, biên bản biểu quyết, phát biểu biểu quyết của hội đồng quản trị đồng ý cho khách hàng ở các công ty ma của bà Trương Mỹ Lan vay, gây thiệt hại cho SCB hơn 26.000 tỷ đồng. Chính sự ngoan ngoãn này của bị cáo Dũng đã được bà Trương Mỹ Lan thưởng thêm 500.000 cổ phiếu, tương đương 5 tỷ đồng. Hay như bị cáo Trương Khánh Hoàng, quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB, dù biết rõ các khoản vay của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều trái quy định, nhưng do được trả mức lương cao và còn được bà Lan cho tới 10 triệu cổ phiếu, tương đương 100 tỷ đồng, nên bị cáo tích cực giúp sức cho bà Lan rút tiền của SCB. Không giúp bà Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB như các đồng nghiệp, nhưng bị cáo Phạm Thu Phong, trưởng ban kiểm soát SCB, đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định của ban kiểm soát trong quá trình ngân hàng này cấp tín dụng đối với khách hàng Trương Mỹ Lan, nên đã không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý đối với các sai phạm của SCB trong hoạt động cấp tín dụng. Khi nghỉ việc, Phong vẫn được bà Lan hỗ trợ tới 20 tỷ đồng. Không chỉ chi lương thưởng hậu hĩnh cho nhân viên, bà Lan còn chi rất mạnh tay khi SCB bị sờ gáy để được bỏ qua. Cụ thể, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và Văn phòng Chính phủ về thanh tra ngân hàng SCB, bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, đã thành lập đoàn thanh tra và triển khai hai đợt thanh tra vào năm 2017-2018 đối với ngân hàng SCB. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước, được cử làm trưởng đoàn thanh tra SCB. Quá trình thanh tra, bà Nhàn và thuộc cấp đã phát hiện hàng loạt vi phạm tại SCB. Biết sự việc bại lộ, bà Trương Mỹ Lan đã cho Võ Tấn Hoàng Văn là nguyên Tổng Giám đốc và Đinh Văn Thành, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ngân hàng SCB hiện đã bỏ trốn, 4 lần tới gặp bà Nhàn để lót tay 5,2 triệu đô la Mỹ, tương đương 130 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng cũng được bà Trương Mỹ Lan biếu 390.000 đô la Mỹ,
các cán bộ khác trong hai tổ thanh tra đều được nhận quà từ bà Trương Mỹ Lan, người ít nhất là 1.000 đô la Mỹ và 20 triệu đồng, người nhiều nhất là 20.000 đô la Mỹ và 210 triệu đồng. Dù thực trạng tài chính của SCB rất nghiêm trọng, lẽ ra phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, chuyển cơ quan chức năng xem xét xử lý. Tuy nhiên khi nhận tiền, bà Nhàn, ông Hưng và các thành viên hai tổ thanh tra đã bưng bít bao che sai phạm. Khi kết luận thanh tra được ban hành, rất nhiều nội dung đã bị bỏ, làm thay đổi hoàn toàn bản chất hoạt động tín dụng trái pháp luật và thực trạng tài chính của SCB. Chính điều này đã khiến sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm không bị ngăn chặn kịp thời, dẫn tới hậu quả vô cùng lớn. Ngày 12 tháng 3, phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư. Trong phần xét hỏi, bà Lan nhiều lần không trả lời trọng tâm vào câu hỏi của luật sư, mà bà tự nói về nguồn gốc tài sản của gia đình. Bà Lan trình bày, tài sản của bà có được là từ thời mẹ bà tạo lập, sau này phát triển thêm. Mẹ bà vốn là tiểu thương ở chợ Bến Thành, sau đó gia đình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát và phát triển thành tập đoàn Vạn Thịnh Phát như bây giờ. Khi luật sư Phan Trung Hoài hỏi về lý do biết đến ngân hàng SCB vào thời điểm hợp nhất ba tổ chức tín dụng, bà Lan bật khóc nói, nghĩ đến ngày đó, tôi đau xót. Bà Lan trình bày, thời điểm đó, tình hình ở ba ngân hàng hỗn loạn, ngân hàng nhà nước mời nhiều người bên ngoài vào giúp, nhưng không ai dám vào. Bà Lan phân trần, tính tôi là có bao nhiêu tiền nguyện giúp cho Việt Nam vì mang ơn. Nhà tôi không có ai làm ngân hàng, tôi cũng không biết và không thích ngân hàng. Nhưng ngân hàng nhà nước nói tôi làm ba việc là làm sao để cổ phần trên 65% giúp ngân hàng mà không ảnh hưởng đến các ngân hàng khác, không ảnh hưởng đến tiền tệ quốc gia, cho mượn tài sản hay kêu đối tác nước ngoài vào. Cũng theo bà Lan, khi ba ngân hàng họp vào tháng 10 năm 2011, ngân hàng nhà nước mời bà tham gia các cuộc họp để cho mượn tài sản. Bà Lan đã cho mượn khách sạn Windsor được định giá 1 tỷ đô la Mỹ. Đây là khách sạn 5 sao đầu tiên của Việt Nam để cho ngân hàng SCB thực hiện đề án tái cơ cấu. Bà Lan khẳng định, cổ phần bà và con gái tại SCB chỉ có 15%, còn lại là của bạn bè và cổ đông nước ngoài. Lý giải lý do được mọi người đồng ý góp sức với SCB, bà Lan nói là do gia tộc bà sống giản dị, đạo đức uy tín nên có sức ảnh hưởng và được tôn trọng. Về lý do các cựu lãnh đạo và nhân viên SCB đều khai bà Lan có quyền lực vai trò chỉ đạo tại SCB, bà Lan giải thích do ở SCB mọi người không thấy ai xuất hiện ngoài bà nên ngộ nhận bà là chủ. Tôi ngoài việc cho mượn tài sản, tìm nhà đầu tư thì không biết gì khác. Các công việc phân công khác tôi không biết. Tôi đã đưa hết tài sản vào SCB, bà Lan trần tình. Bị cáo Lan mong hội đồng xét xử xem xét kỹ vai trò của mình trong vụ án, phủ nhận việc tạo lập 1.000 công ty ma, phủ nhận việc liên hệ công ty thẩm định giá để nâng khống. Trình bày tại tòa, bà Trương Mỹ Lan mong muốn được khắc phục thiệt hại trong vụ án, đề nghị hội đồng xét xử giúp chuyển 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Chí hoàn trả cho bà để đưa vào SCB. SCB đang rất cần tiền, giải quyết kinh tế tài chính, bị cáo Lan nói. Trước hội đồng xét xử, bà Lan hứa số cổ phần của mình, của bạn bè và của con bà. Xin hội đồng xét xử tạo cơ chế để bà sẵn sàng ủy quyền cho ngân hàng nhà nước có cổ phần đấy để tiện trong lúc điều hành. Xin hội đồng xét xử xem xét, bà Trương Mỹ Lan nói. Trước đó, trong phiên xét xử ngày 11 tháng 3, khi trả lời những câu hỏi của hội đồng xét xử liên quan đến ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan khai nhận, bà chỉ nắm 4,9% cổ phần, gia đình nắm khoảng 15%, còn những cổ phần khác là của bạn bè ở nước ngoài. Bà Lan giao cho nhân viên quản lý, các nhân viên không thể nào biết bạn bè của bà gồm những ai. Bà Lan cho rằng mình chỉ mượn tài sản để cứu ngân hàng. Tình trạng tài chính bất động sản của SCB tại thời điểm đó là rất xấu. Việc điều hành ngân hàng SCB là do ngân hàng tự điều hành, chứ bà không chỉ đạo. Ban lãnh đạo SCB cũng hoàn toàn không phải thân tín của bà cũng không lựa chọn cài người vào SCB. Tất cả đều thực hiện đúng quy trình, bà hoàn toàn không điều hành SCB. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn khai đều không đúng, bởi toàn bộ tiền bạc và tài sản của bà đều nằm ở SCB. Nếu bà đúng như cáo trạng ràng buộc thì không thể để sự việc xảy ra như vậy. Về vụ việc bà Nhàn là do ngân hàng SCB tự làm, tự chịu trách nhiệm, bà Lan hoàn toàn không biết có vụ việc này. Bà mong hội đồng xét xử xem xét. Bà Lan thừa nhận mình là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhưng tập đoàn chỉ có 5-6 công ty. Các công ty của bà không vay tiền tại Việt Nam vì lãi suất cao. Bà chỉ vay tiền tại các ngân hàng nước ngoài, đồng thời phủ nhận việc thao túng công ty thẩm định giá nâng giá đất vì tại thời điểm thẩm định giá bất động sản là rất cao. Về việc chuyển tiền từ ngân hàng SCB về các tầng hầm 127 Pasteur là có nhưng không phải do bà Lan chỉ đạo mà là do Trần Thị Mỹ Dung yêu cầu Dũng trở về. Hơn nữa, đây cũng không phải là tiền vay của SCB mà là tiền của bà Lan gửi về SCB. Tại thời điểm đó, mọi giao dịch bà Lan đều thông qua SCB.
Còn tiền do Tổng Giám đốc Bùi Anh Dũng mang đi giao là tiền trả nợ cho SCB nhằm phục vụ cho mục đích tái cơ cấu. Cho nên bà Lan mong hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh lúc đó khi tái cơ cấu hợp nhất ba ngân hàng. Bà Trương Mỹ Lan cho rằng thời điểm SCB tái cơ cấu, bà phải gồng gánh luôn cả phần của ông Bắc Hà đã hứa tham gia tái cơ cấu mà không thực hiện. Toàn bộ số tiền cáo buộc bà đi vay thực chất là trả lãi trước khi hợp nhất. SCB thực chất hoàn toàn không có tiền mà cáo buộc bà chiếm đoạt. Không lẽ bà chiếm đoạt tiền của chính mình, bà mong hội đồng xét xử xem xét lại. Tuy nhiên, đến phần của mình, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung lại khai với hội đồng xét xử những nội dung không trùng khớp. Theo đó, Trần Thị Mỹ Dung quản lý dòng tiền của SCB từ năm 2021. Lúc này, bà Lan chỉ đạo chuyển tiền từ ngân hàng về 127 Pasteur. Ở SCB có 3 chi nhánh làm thủ tục cho bà Lan rút tiền là chi nhánh Cống Quỳnh, Sài Gòn và Bến Thành, nhưng chi nhánh Sài Gòn là chi nhánh rút tiền. Việc rút tiền tại ngân hàng là do Trần Thị Thúy Ái, Thái Thị Thanh Thảo thực hiện chuyển tiền về sử dụng cho nhiều mục đích. Chị Lan nói cần tiền để sử dụng cho mục đích của chị Lan và mua tài sản như các dự án Đông Á tại quận 7, Sài Gòn One Tower, đền bù mũi đèn đỏ 6A. Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung cho biết mình thường xuyên gặp bà Lan trong thời gian làm việc, thường gặp tại tầng 39 tòa nhà Times Square. Khi cần vay tiền thì bà Lan thông báo cho Dung, sau đó Dung liên hệ với Nguyễn Phương Anh để cung cấp khách hàng vay, Đặng Phương Hoài Trâm để cung cấp tài sản đảm bảo. Việc lập công ty vay, người đứng tên vay thì Trần Thị Mỹ Dung không tham gia tìm người hay lập công ty. Nguyễn Phương Hồng là người giới thiệu bị cáo Trần Thị Mỹ Dung cho bà Lan. Trần Thị Mỹ Dung cho biết mình hoàn toàn tin tưởng bà Lan, tuy nhiên khi nghe bà trả lời hội đồng xét xử thì Dung chỉ còn biết trách mình đã tin tưởng sai người. Mọi người trong SCB khi làm việc đều không nghi ngờ và tin tưởng tuyệt đối vào bà Lan. Mọi người chỉ nghĩ cùng bà Lan vượt qua khó khăn, nhưng giờ Dung và anh em SCB cảm thấy rất thất vọng vì những gì bà Lan đã phát biểu trước tòa. Sau đó, Trần Thị Mỹ Dung trình bày tiếp là bản thân lập báo cáo tài chính SCB theo yêu cầu của bà Lan, nội dung chỉ đạo báo cáo về dư nợ, tài sản đảm bảo của nhóm Vạn Thịnh Phát, báo cáo chuyển cho bà Lan năm 2022 tại tầng 39 Times Square. Các nhóm khách hàng đều liên quan đến Vạn Thịnh Phát với số liệu dư nợ trong báo cáo lớn hơn cáo trạng. Đồng thời khẳng định chưa từng tiếp nhà đầu tư Nhật nào dự định tiếp quản SCB như lời bà Lan hay nói. Về các bị cáo là nguyên cán bộ ngân hàng SCB đều khẳng định bà Lan là người quyết định tại ngân hàng này. Về sổ sách, mặc dù chị Lan chỉ đứng 4,9%, nhưng thực chất chị Lan nắm phần lớn cổ phần SCB. Các hồ sơ mà các bị cáo này ký theo chỉ đạo của bà Lan là do tin tưởng bà Lan ở tài năng kinh doanh, có khả năng giúp ngân hàng vực dậy. Bà Lan thường triệu tập cuộc họp với lãnh đạo SCB. Tại cuộc họp, bà Lan chỉ đạo giải ngân cho vay. Việc bổ nhiệm các lãnh đạo ngân hàng phần lớn cũng theo ý của bà Lan. Khi bà Lan cần một khoản tiền, sẽ tổ chức họp, chỉ đạo lập hồ sơ, giải ngân và thực hiện các công việc liên quan. Ngoài tổ chức họp thì bà Lan còn chỉ đạo trực tiếp. Năm 2021 thì bà Lan mua lại công ty Lavi Food. Trong thương vụ này có giao cho bị cáo Trương Huệ Vân tham gia các cuộc họp. Tiền mà ngân hàng cho vay là huy động từ chính những người dân gửi tiền ngân hàng. Ngày 11 tháng 3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB và các đơn vị liên quan bước vào ngày làm việc thứ 5. Bị cáo bị xét hỏi cuối cùng trong số 86 bị cáo là bà Trương Mỹ Lan. Bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng lúc 3 tội danh là tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Đáng chú ý, trong phần xét hỏi này, bị cáo Trương Mỹ Lan liên tục thoái thác trách nhiệm, đổ tội cho cấp dưới. Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày rằng tôn trọng cáo trạng nhưng cho rằng nội dung cáo buộc hành vi của bị cáo có phần chưa đúng. Kết luận bị cáo nắm 85% đến 91% cổ phần của ngân hàng SCB và chi phối điều hành là chưa đúng. Bị cáo Trương Mỹ Lan nói rằng mình chỉ có 4,9% và hai con gái có 10%, tổng cộng chỉ có chưa đầy 15% cổ phần ở ngân hàng SCB. Các cổ đông nước ngoài là bạn bè của bị cáo nhờ đứng tên dùm, bị cáo không biết họ là ai và chưa gặp bao giờ. Khi chủ tọa hỏi, tại cơ quan điều tra, các bản khai đều có luật sư của bị cáo chứng kiến, có chữ ký cũng như ý kiến của bị cáo có đúng không? Thì bà Trương Mỹ Lan trả lời, nếu các bản khai có luật sư là đúng nội dung bị cáo khai. Chủ tọa tiếp tục hỏi, những ngày qua, tất cả các bị cáo vốn là lãnh đạo chủ chốt của SCB đều khai rằng làm việc theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Bị cáo ngồi dưới nghe rõ, bị cáo thấy thế nào? Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày mình bị oan vì các bị cáo khai không đúng. Một năm, bị cáo chỉ gặp Võ Tấn Hoàng Văn 1-2 lần thì làm sao chỉ đạo? Theo bà Lan, Võ Tấn Hoàng Văn, Bùi Anh Dũng và các bị cáo khác khai không đúng. Bản thân bà không chỉ đạo ai cả.
Bà Lan còn trình bày không có vị trí gì ở SCB, không gặp các lãnh đạo SCB, không điều hành SCB. Võ Tuấn Hoàng Văn là người nhờ bà đưa tài sản vào để cứu SCB. Về hành vi liên hệ và trao đổi với đoàn thanh tra, bà Trương Mỹ Lan cho rằng lãnh đạo SCB liên hệ và đưa 5,2 triệu đô la Mỹ cho bà Nhàn cũng như quà cho đoàn thanh tra thì tự chịu trách nhiệm. Trong khi đó, bị cáo Trần Mỹ Dung khai, mỗi lần cần tiền, bà Lan gọi điện chỉ đạo Dung chuẩn bị và tài xế của bà Lan là Bùi Văn Dũng sẽ đến nhận tiền. Sau khi nhận chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, Trần Thị Mỹ Dung sẽ thông báo cho Thái Thị Thanh Thảo. Thảo sẽ chỉ đạo Trần Thị Thúy Ái ở chi nhánh Sài Gòn rút tiền ra để Dũng trở về nhà cho bà Trương Mỹ Lan. Dung khai, nguồn tiền thanh toán chuyển khoản có chứng từ theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan từ SCB dùng để mua các tài sản khác như dự án Đông Á ở quận 7, dự án Mũi Đèn Đỏ và dự án Bà Son. Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan là người điều hành tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hơn 1.000 công ty ma trong và ngoài nước, không hoạt động kinh doanh, chia thành nhiều tầng lớp, tạo thành một hệ sinh thái. Trong đó, Vạn Thịnh Phát là trung tâm, kiểm soát toàn bộ hoạt động. Các công ty ma chủ yếu được bị cáo Lan dựng lên để phục vụ việc đứng tên và các khoản vay khống, chuyển nhượng cổ phần. Từ năm 2011, bị cáo Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và lợi dụng hoạt động của ngân hàng này để huy động vốn, phục vụ kinh doanh cá nhân. Bà Trương Mỹ Lan sử dụng SCB như một công ty tài chính để cấp vốn cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của mình. Với việc sở hữu 91,5% cổ phần của SCB thông qua nhiều cá nhân, pháp nhân đứng tên dùng, bị cáo Lan đã chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng cùng cán bộ chủ chốt ở Vạn Thịnh Phát rút tiền của SCB bằng hình thức lập các hồ sơ vay khống. Có khi chỉ đạo rút tiền trước, hoàn thiện hồ sơ sau. Để thực hiện kế hoạch, bà Trương Mỹ Lan đã tuyển chọn những người thân tín, có kinh nghiệm lâu năm làm về lĩnh vực tài chính ngân hàng, nắm giữ các vị trí chủ chốt tại SCB. Những người này được bị cáo Trương Mỹ Lan trả lương cao từ 200 đến 500 triệu đồng một tháng, tặng tiền thưởng, cổ phần mỗi dịp lễ Tết để dễ bề chi phối. Để rút tiền, bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo nhóm cấp dưới chủ chốt ở Vạn Thịnh Phát dùng các công ty ma, thuê hoặc nhờ các cá nhân đứng tên tài sản, cổ phần, ký hợp đồng, hợp thức hóa hồ sơ vay khống. Ngoài ra, bà Lan còn chỉ đạo những người được giao quản lý các công ty có hoạt động kinh doanh thực tế, trong đó có chồng mình là Chu Lập Cơ và cháu ruột là Trương Huệ Vân, ký hồ sơ là phương án vay vốn khống. Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới móc nối với hoạt động công ty thẩm định giá, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo lên hàng chục lần, hoặc đưa vào các tài sản không đủ pháp lý, không đăng ký giao dịch đảm bảo để dễ dàng lấy các tài sản có giá trị lớn ra và thay thế bằng các tài sản khác thấp hơn. Hầu hết các khoản vay của bà Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát đều được giải ngân trước, rồi hợp thức hóa hồ sơ sau. Trong đó có nhiều khoản không có phê duyệt của cấp có thẩm quyền tại SCB. Cáo trạng xác định, trong 10 năm liên tiếp, từ năm 2012 đến năm 2022, SCB đã giải ngân cho nhóm công ty hệ sinh thái của bà Trương Mỹ Lan hơn 2.500 khoản vay, với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng này, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường. Cụ thể, giai đoạn từ 2012 đến 2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng, vay 368 khoản. Sau khi cấn trừ vào số tài sản đảm bảo các khoản vay này đã gây thiệt hại khoảng 64.600 tỷ đồng. Từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ để vay vốn của SCB, số tiền là 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ, gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Tổng cộng, bà Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại cho ngân hàng SCB 498.000 tỷ đồng. Cáo trạng cũng xác định, để che giấu thực trạng yếu kém của SCB giúp ngân hàng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan đã chỉ đạo cấp dưới mua chuộc, hối lộ cán bộ đoàn thanh tra. Trong đó, riêng bà Đỗ Thị Nhàn, nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát của Ngân hàng Nhà nước, nhận 5,2 triệu đô la Mỹ. Chiều ngày 11 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử đối với bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm với phần xét hỏi của đại diện Viện Kiểm sát. Trong phần xét hỏi này, hội đồng xét xử một lần nữa làm rõ mối quan hệ giữa bà Trương Mỹ Lan với cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn. Trước câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát về việc nhận thức như thế nào về vai trò của bà Trương Mỹ Lan tại ngân hàng SCB, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước khai,
Lúc đầu, bị cáo nghĩ bà Lan là khách hàng lớn của SCB, chỉ đến khi bị bắt, tại cơ quan điều tra thì bị cáo mới biết bà Lan giữ vai trò quan trọng tại ngân hàng này. Bị cáo Nhàn còn khai thêm, quá trình thanh tra ngân hàng SCB, bà được bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc SCB nhờ gặp bà Trương Mỹ Lan để đề nghị bà này bán bớt tài sản trả nợ cho SCB. Về câu hỏi, trong quá trình thanh tra SCB và trước khi ban hành kết luận thanh tra, bị cáo đã gặp gỡ, bàn bạc với bà Trương Mỹ Lan bao nhiêu lần, thì bị cáo Nhàn thừa nhận có gặp 2 lần, nhưng không hề trao đổi với bà Trương Mỹ Lan về việc sẽ không đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt. Tiếp tục thừa nhận việc nhận 5,2 triệu đô la Mỹ từ hai lãnh đạo của ngân hàng SCB như truy tố, nhưng bị cáo Nhàn mong hội đồng xét xử xem xét bối cảnh khi thực hiện chức năng nhiệm vụ. Bị cáo nhận tiền của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn là hoàn toàn thụ động. Sau khi nhận tiền, để an toàn cho bản thân và gia đình, bị cáo tạm thời vi phạm pháp luật, nhận tiền rồi để trong góc nhà. Bị cáo liên hệ với Văn để trả tiền, nhưng Văn không tới lấy. Khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo đã chủ động nộp lại. Bị cáo ăn năn hối cải, mong hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật. Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn còn thắc mắc việc các bị cáo trong đoàn thanh tra đều nhận tiền như bà Nhàn, nhưng chỉ có mỗi bị cáo Nhàn là bị truy tố tội nhận hối lộ. Trước ý kiến này, chủ tọa Phạm Lương Toàn phân tích bị cáo Nhàn nhận tiền từ người của SCB tới 4 lần với tổng số tiền lên tới 5,2 triệu đô la Mỹ thì rất khác so với những bị cáo nhận 100 triệu đồng. Ngoài ra, chủ tọa cũng chất vấn tại sao bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn lại nhờ bị cáo Nhàn đưa đi gặp bà Trương Mỹ Lan để đòi tiền giúp. Vị chủ tọa cho rằng chi tiết này chứng tỏ bị cáo biết rõ vai trò và vị trí của bà Trương Mỹ Lan tại SCB.